Đây là dây chuyền sản xuất vaccine khép kín của nhà máy sản xuất vaccine cúm tại khu vực Suối Dầu. Nhà máy có công suất thiết lập trên 1 triệu liều một năm. Hiện nay, nhà máy đang nghiên cứu quy trình sản xuất vaccine cúm AH5N1 bất hoạt dùng cho người bằng kỹ thuật nuôi cấy trên trứng gà có phôi, và đây cũng là quy trình sản xuất hiện đại nhất Việt Nam. Cái việc mà có được cái công nghệ sản xuất vaccine cúm ở Việt Nam, đây là có một ý nghĩa quan trọng. Quan trọng ở chỗ là chúng ta sẵn sàng các cái nguồn lực. Nguồn lực ở đây là con người được đào tạo, quy trình công nghệ có sẵn và nhà máy có sẵn để chúng ta là đối phó với nguy cơ đại dịch xảy ra. Hiện nay, nhà máy đang phối hợp với tổ chức PATH của Hoa Kỳ với mức hỗ trợ là 1,5 triệu đô la Mỹ để đưa nhà máy sản xuất vaccine cúm vào hoạt động. Theo dự kiến, nhà máy sẽ sản xuất khoảng 14.000 liều vaccine cúm AH1N1-09 thành phẩm và 5 mẻ thử nghiệm vaccine cúm AH7N9. Chúng tôi tiếp tục là sản xuất cúm mùa. Cúm mùa ở đây 3 chủng, bao gồm là H1N1, H3N2 và một chủng cúm B. Thì có duy trì được cái sản xuất cúm mùa để cho dân chúng sử dụng thường xuyên thì cơ sở chúng ta luôn luôn sẵn sàng. Thành công của IVAC cũng giúp Việt Nam tự chủ và chủ động cung cấp các loại vaccine cúm phòng chống dịch cúm, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời chủ động đối phó với nguy cơ dịch bệnh quay trở lại, tình trạng bùng phát dịch mới và đại dịch có thể xảy ra ở Việt Nam.